Rồi, xin chào anh chị, mình đến với kênh Chuyên Nhật Bản nhé. Hôm nay thì em có lên clip đồ nghề này. Hôm nay thì em lên ít đồ thì em xin ngưỡng cái siêu hoa chốt nhé. Đó, trước khi mình lên bánh bột thì nó thì lệ bán hàng mình em đơn 300 ngàn chuyên khoản bên em bao ship. Còn mà dưới 300, anh chị mình chuyên khoản cả em 200 ngàn ship nha. Còn ship code bình thường ấy, thì tới nơi tiền ship bao nhiêu, anh chị mình thanh toán cho shipper bao nhiêu bên em hỗ trợ nha. Đó, nói chung là hôm nay do lâu bộ chuyện hàng về này kia nữa, cho nên là em lựa được ít hàng mà dạng như nó sáng trên này á, thì em lên nhóm chị mình nha. Nói chung là được nhiêu mã thì mình chốt đỡ máy nhiêu mã nha. Đó, rồi ngày sau thì nó ổn định hơn, em lên nhiêu mã hơn xíu đó. Rồi thì em lên mã số 1 cho anh chị mình luôn nè. Rồi, mã số 1 mã yêu thương nha. Mã số 1 mã yêu thương em lên chị mình lại một cái bàn chài bót nè. Đó, anh chị thấy không? Cái này cũng chị mình dạng như vệ sinh tay là bao êm cái này luôn nè. Đó, quá là hề luôn. Máy cộng cước bên Nhật người ta làm á, kiểu như là nó hơi bị dày chặn luôn này kia, anh chị muốn reset xuống cực kỳ luôn nha. Này, có giá tiền nó bên đó luôn này. Đó, 170 yên. 170 yên này. Đó, cái này thì nó khác gì cái không khác gì mà cái bót dạng như ở bên mình là mình để giặt đồ á. Đó, bản ngang nó thì 12 này. Bản ngang 12. À, quên bản chiều dài, còn bản ngang thì được là 5,3, quên 5,6. Đó, cái này dạng như là to này kia này, đó, cước đã luôn. Độ mới nó còn cao luôn đó, tuy là mấy cái phần ở ngoài là nó sệt sệt nhẹ nhưng mà mình có thể uống vô được cũng sao hết nha. Rồi cái này thì mã số 1 mã yêu thương bán cho anh chị mình giá 50 ngàn, quấn reset cực kỳ êm luôn. Mã số 1 50k nha. Mã số 1 50k, mã số 1. Mã số 2 nha, mã số 2 thì lên anh chị mình là một combo da rộng giới này. Ở đây thì nó gồm là 5 coi. Nói chung là mấy cái này thì đều có thương hiệu dòng 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 xịn hết á. Đây. Dòng xịn. Đây con này thì đây. Olympia này. Đó, da băng. Nói chung là dòng này nó xịn lắm. Đó, lên xuống luôn này kia, như là cái phần này người ta hay 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 mài bén người ta gạch luôn á, gạch kiểu như người ta gạch á. Đó. Xịn sò nha. Nói chung là về anh thay dạng cỡ lớn á, cỡ lớn này. Mình thay dọc giấy vô là mình sử dụng thôi. Đó. Một coi này. Coi thứ hai này, nó dòng Olympia giống cái kia luôn nha. Đó, con này thì nó còn cái lưỡi mới cho nên là để lưỡi mới luôn. Đó. Hai này. Ba này. Con này thì dòng của con này thì cũng dòng thương hiệu này, Cúc Tê á, Cúc Tê cũng dòng thương hiệu luôn nha. Đó, xịn sò luôn. Đó. Kéo ra đây là mình kiểu như mình chốt giữ cứng lại nè. Đó, ốp vô là mình kéo về nha. Đó, lỡ lớn hết nha. Rồi con này cũng quốc tê này, quốc tê mà size nó dạng như size cũng size lớn nhưng mà cái này thì nó màu đỏ, nó vô xịn sò động bình thường luôn nha. Máy này đẹp lắm, dòng có thương hiệu nha. Rồi con này này, con này thì cũng dòng Olympia luôn. Con này nó hơi dính sơn của máy anh mà anh sơn rồi làm thạch cao này kia, dính sơn này xíu thôi. Vậy cũng chị mình kiểu như mình lấy sơn thì mình lấy xanh thì mình chà ra là bình thường nha, còn độ mới nó cao luôn á. Olympia luôn. Họ in sơn xíu thôi nhưng mà hoạt động bình thường không có vấn đề gì hết nha. Rồi năm coin này đều có thương hiệu hết nha. Tất cả đều có thương hiệu thì em bán cho anh chị mình năm coin này giá là 100k nha. Thì tính ra là 20.000 coin thôi. Như đơn giản anh chị mình mua bên Việt Nam mình á mà lại không có thương hiệu mà lại dôm á, đã 20.000 coin rồi. Đây không chi là hàng Nhật nha. Mã số 2. Rồi mã số 2 nha, mã số 3 thì lên chị mình là một cái cào còn độ mới cao luôn. Ừ, tem mạc nó còn dán này. Đó, cán đã. Con này thì dạng như độ mới cao thì cũng chị mình dùng để cào bonsai này, cào như cào rác. Nhất thứ hai nữa thì cũng chị mình gần biển thì mình cào hều, lâu lâu mình lấy ra cào hều này kia cũng ok này. Con này cũng mới đẹp lắm. Size bản ngang này. Size ngang thì được 12 này. Cái chiều dài tổng thể của nó thì nó được là 23 nha. Đó, con này độ mới cao nên bán cho anh chị mình giá 30 ngàn nha. Mã số 3 70k, mã 3 70k. Nói chung là hàng của em máy về mặt trên trên nó độ mới nó cao quá. Đó, cho nên là anh chị mình mua về mình để dành sử dụng hay là quý nhiều mua về để bán lại nó tới giá hợp lý là mình mua nha. Chứ còn bên em thì cứ giá thì em cân nhắc hết rồi. Cho nên là vậy mình xem thì em thì mình mua nha. Con này chắc về để mình chỉ học cho máy bí rồi này kia này. Đó, kiểu như là nó thuộc lại được này kia. Đó, kéo ra này. Đó,
thì như để chị học này kia hay là lại mình nghiên cứu thử làm được cái gì nha, thì mình làm à, hình nói ra này, cái này bán 10.000 nha. Mẹ 40k, mẹ 4. Mẹ 5 thì lên nhóm chị mình làm một combo, nó gồm ba cây đi, cây cái bao gỗ đi. Bao gỗ thì mấy cái này thì dạng như là size nhỏ nha, size nhỏ tem mẹ còn độ mới nó cũng còn cao á. Đó, cái này thì nó dính link ở phần dưới này, dính link chứ không có bị gì hết nha. Cái này thì em đo này, bản ngang của nó thì được là 5,5, chiều sâu xuống thì được là chiều dài á thì được là 14 nha, một cây này. Còn cái này thì dạng như cái nó có một cái bộ bộ lữ nó ở vai này. Đó, bộ lữ vai, cho nên là bây giờ em kèm theo luôn. Nó cũng size nhỏ, cho nên là em bỏ kèm theo thôi nha. Cái này gọi tặng nha. Cái này không có bán tặng. Đó, rồi cái này luôn. Đó, cái này thì có gì em chị mình canh cử lại. Đó. Cái này độ mới nó còn cao này. Tê mạc này. Đó. Con này em đo ngang này, ngang nó thì 5.4 này. Chiều dài xuống 21.3. À, cái bảng mà dày, bề dày của nó thì là 3 2.3 nha, 2.3. Đó là 2. Rồi con này luôn. Con này lữ liếc luôn này kia ok, còn tem mạc luôn này. Ngang của nó được xéo này. Dày xuống thì 21. Chiều dày của nó thì là 2.5. Rồi ba con này nha, được ba cái bao luôn. Cái này thì hai cái lữ này tặng nè. Như cái này nữa. Đó là ba cây. Bán anh chị mình giá 120 nha, 120.000. Về cũng vậy, mình để cho anh xài lâu lâu mình bào mấy cái đồ linh tinh lạch quẹt là cũng ngon lắm nha, chứ cũng phải là chuyên môn nghề là mình mới xài đó. 120k mã số 5, quá rẻ nha. Mã xéo này, mã xéo thì lên chị mình làm một cái đồ để điêu khắc đường nghệ vậy này. Đó thì nó còn trong hộp như thế này luôn nha, này nó hộp này Made in Japan luôn nha. Đó, ở đây thì em thấy là một cái xéo này, một cái xéo nha, độ mới cao lắm, còn nước sơn luôn mà. Một cái giấm này, một cái giấm nha, giấm mấy cái này thì đều trên 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 phần thân nó, trên phần lưỡi này, trên lưỡi nó có chữ nha, đây này, Kokuyu gì này, cai, con này cũng giấm này, con này cũng giấm nha, à không phải giấm, con này là dạng như nó bằng, cái bằng nè, rồi con này giấm nhỏ, con này ghi giấm to nha, con này giấm nhỏ này, rồi con này gấp. Cái này góc nha, cái này góc này, đó, góc cạnh này, độ mới cao hết nha. Rồi một combo này bán cho anh chị mình độ mới cao này, có cả hộp này cả đồ này kia hết nha. Thì bán cho anh chị mình combo này 90.000, đẹp lắm. Mã số 90k, mã số. Mã số 7 nha. Mã số 7 thì còn coi thứ hai này, mã số 7 thì lên nhóm chị mình làm một cặp thước đi, độ mới cao cái này nè, 3 mét, con này 3 mét nha. À này, kéo thẻ về cũng nghỉ nhanh, cái này thì dạng như kéo ra anh có đồ chặn này, chặn lại đó ha, con này đẹp lắm đó, rút ra là nó thu về nè, con này 3 mét nè, đó dòng bãi nha. Đó, một cây này. Rồi coi thứ hai thì con này thì 3,5 mét, 3,5 mét nha. À, thương hiệu đó là Yomogo vậy nè. Đây mặt trong nè. Máy này thì kiểu như đổ hao nhưng mà nó đẹp lắm, lưu chút xíu là đó sạch thôi chưa. Đó, con này thì nó để 3 mét rưỡi nè, 3 mét rưỡi. Đó, mặt sau còn ok luôn. Đó. Thẻ đi vậy nè, đó. Nói chung là còn ok luôn nha. Rồi. Hai cây, một cây 3, một cây này là 3 mét nè. Con này 3 mét, con này 3 mét rưỡi nha. Hai cây này em bán cho ông chị mình giá 70.000. 70k hai coi, độ mới cao nha. Mã số 7 70k, mã số 7 hai coi. Mã số 8 thì lên nhóm chị mình là coi 5 mét này, coi 5 mét. 5 mét rồi, mặt trong này. Đẹp cực kỳ luôn nha. 5 mét. Đó. Rút ra thu về ok luôn. Đây, vậy mình thấy mặt sau này. Rồi mặt trước này. Đó, ok luôn. 5 mét. Đó, con này cũng xịn sò luôn nha. Rồi con này thì em bán cho anh chị mình giá 55.000 nha, 55k. 55k này. Mã 8.
Đó, kiểu như là cái dòng thước này em bán nhiều khi cũng ri lắm, tại vì mấy cái độ mới nó không cao này kia, giá nó để bèo 20.000 30.000 đó, nhưng mà mấy cái độ mới cao thì em bán như AC mình mua bên Nhật á, là giá nó cao hơn xíu. Rồi cái coi này thì tiếp 21 này, dạng kiểu như nó dòng lắc léo, để anh dạng mấy cái góc mà dạng như mấy cái đồ mà ốc ở nó ở nằm ở dưới á, để mình dạng này lắc léo nó tiện lợi lắm đó. Con này thì để em coi thử, thường thường là nó 21 cái loại này, nhưng mà em coi thử bài ốc 21 nha. Dạ 21 luôn nha, 21 đó. Con này bán cho anh chị mình giá 50 ngàn thôi, nó tiện lợi cho nhầm mấy anh mà anh sửa xe này kia cần lắm. 50k mã số 9 nha, mã số 9, 50k mã 9. Mã số 10 này, mã số 10 thì em lên chị mình là một cây bông cốt, bông cốt nha. Đó. À, cây này thì dạng như còn đẹp lắm, này thương hiệu nó, cái mộc chữ M với lại đây dòng Makita, thương hiệu Makita mà đồ nghề nha. Chứ nó thì dòng máy thì nó cũng dòng Makita, nó xịn lắm. Đây là cái đồ nghề. Cây này thì này hoạt động bình thường nha. Đó, cái gì thế này, đó bóp mạnh vô anh thấy ra là nó đang hầu này. Đó, cây này thì không có bung gì hết nha. Cây này em tép ok hết rồi. Đó, con này thì ở đó là 1,26 này, 1,25 chứ. Rồi này 2 này, rồi 5,5 này, rồi 8 này. Đó. Con này thì bên trong là cái gì thế này, độ mới cao lắm. Độ mới cực kỳ cao luôn nha. Đó, hoạt động ok chưa? Cái đó. Con này thì hoạt động trơn tru bình thường nha, nói chung là nó còn đẹp. Nhưng mà phần cán thì ở đây dính hơi hơi bị dính linh xíu thôi. Con này không gì hết, em cậy ra nè. Đó, về chịu khó nếu mà mình xài thôi không nói, nhưng mà nếu mà mình để anh sưu tầm chơi thì anh chị mình ngắm vô một chút xăng ngâm ngâm xíu là ông chị mình chà ra như mới luôn nha. Dòng dính linh thì mình chà xăng nó nhanh ra lắm. Rồi mã số 10 này, 180 ngàn nha, 180k mã số 10. Mã số 11, mã số 11 thì em lên cho anh chị mình là một cây mã lết. Con này thì để anh chị mình dạng ống nước này kia nè. Đó, con này thì còn đẹp lắm. Thương hiệu nó thì xem coi thương hiệu gì nha. Những cái này giống của Top hay Shopee vậy nè. À của Top nha, của Top đồ mới, cái này cao nè. Size của nó là 230, 20 là chiều dài nha. Còn răng miệng mồm này kia nó còn tương đối, nói chung là có sử dụng, nhưng mà cái này còn sáng lắm nha. Sáng hoạt động bình thường nha. Mà lách ngang. Đó, miệng ha. Miệng ok lắm. Đó. Hoạt động thì bình thường, cái đồ này đồ mới cao nha. Đó. Cái này thì em bán cho anh chị mình giá 150 thôi. Đồ mới cao. Mã 11 150. 150k nha. 11. Mã 12, mã 12 thì em lên cho anh chị mình là một cái súng bắn silicone này. Con này là xịn nha, có dòng có thương hiệu mà nó dày dặn lắm. Đó, có ở phần tay nó có là làm lớp da luôn nè, thương hiệu là Cutte, Cutte là dòng Nhật xưng xịn luôn á. Con này là xịn, có một cái là đây cũng chị mình thấy là ở Việt Nam mình lại chưa có bán lại này nha. Là kiểu như nó có mấy khớp này nè, thường mấy anh mà anh hay về anh chế đồ này kia là cái này nó giữ giữ cực kỳ cứng luôn, vô cái khất là nó dính lại đó. À, này, đó, độ nói chung là nó có bên Nhật có xài lần cái này người ta dục à, có dính keo sơ, nhưng mà con này còn đẹp mới lắm nha, này, đẹp mới lắm đó. Cái này dòng xịn luôn nhá, này xịn này, cái này thì để mình chọt thì cái này thì coi này cũng có, nhưng mà có cái phần là cái phần này là hơi bị hiếm hiếm gặp đó. Thì chị mình quay ngược lại này, à, mình kéo ra nha, mình quay chiều này ra đó, mình kéo ra không cần mà sử dụng bóp gì hết đó. Đó, kéo ra xong mình quay ngược xuống nha, quay ngược xuống này, đó là anh chị sử dụng này, cắt ha, là nó đưa vô khớp á, cắt 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 tiền chưa đó, cái này xài sướng cực kỳ luôn. Đó, cái này thì cực kỳ xịn nha, cái dòng này này nó kiểu như là dòng bình thường thì em về là nó nhiều lắm, nhưng mà cái loại này thì lâu lâu có con coi nha, dòng có thương hiệu luôn. Con này bán chị mình giá 180 ngàn nha. 180 này. Mã 12. 180k. Mã 13, mã 13 thì em lên chị mình là một cái dạng như kiểu như cái đầu nấu á. Đầu nấu của viết đầu số 3 á. Cái đầu số 3 nó có một loại là đầu 5,3, đầu là số 3 nha. Con này là số 3. Đó thì em chị mình đây, thì mình gắn cái đầu quýt vô làm dạng này đó, hay là gắn vô mấy đầu mấy con này kia vẫn dạng. Rồi bị cong này, bị cong vẫn dạng bình thường nha, hả, bị cong vẫn dạng bình thường. Cái này thì làm cái ống này xịn xò lắm.
Cái này độ mới nó còn cũng nói chung là cũng còn cao á. Thì đây thì mình kén kêu như mình kén này, thì mình kéo lên đưa cái đầu vít vô, thẻ ra là nó chốt chính lại nha. Ở trong có những bị xịn sò luôn. Cái này này, cái này thì hơi bị cao tiền đó. Cái này thì size nó là 30 này, đó xịn sò đó, bị cong. Máy này để dạng máy cái máy gấp rồi xuống lắm cực kỳ nha. Đó rồi con này nhá, con này em bán cho anh chị mình giá 130.000, mẹ số 13, đúng ra là em bán 150 á, nhưng mà bán vừa vừa phải phải xíu đó, 130 mẹ 13. Mẹ số 14 nè, mẹ số 14 thì em lên anh chị mình là một cây mỏ lách răng nha. Con này thì hoạt động bình thường này kia luôn, nói chung là cái độ mới nó còn keo á, cái nước sơn này thương hiệu Hit này, thương hiệu Hit size 250 nha, có nội địa ở dưới lại da băng này đó, size 250. Coi này thì răng miệng còn đẹp nha. Phần thân nó thì kiểu như là nó độ mới cao nhưng mà nó có xịt dính miếng sơn xíu này, sơn xíu này đó, nhưng mà còn đẹp lắm. Này anh chị nói này, chủ yếu là phần răng ngàm là kia là so nha, là so nhảy AC mới luôn đó, có logo nội địa này đó. Em tăng lên cho anh chị mình xem cái phần răng xíu nha. Mấy cái này mình sử dụng rồi mình sưu tầm cũng được, do là độ mới nó còn cao quá nha. Này cái phần răng nó thì chưa dấu hiệu sử dụng luôn, tại vì nó chưa có dấu nhâm hay là xước gì đó bên này luôn này. Hả, đẹp cực kỳ luôn, xa 250 nha. Coi này thì bán cho anh chị mình giá là 100.000 thôi, 100k, mã 14, 100k, 100k mã 14 nha. Mã 15 thì lên chị mình là một cái đồ mở mí mài đen đen nha. Đây, thì nó kiểu như là mình xài đang mình xài cho mấy đang tắt 8 này đó, rồi tắt rữ này, rồi một tắt đó, nói chung là anh chị mình cứ cái xài để mà mình sao á, cứ mình đưa vô hai hai cái lỗ nó này, hai cái lỗ nó, xong cái nào anh chị mình đóng xài đó là mình siết lại đó, siết chặt lại đó, xong anh chị mình dặn. Nói chung là nó không cần mà là phải mài cho xài cho cái máy đá mài, nhưng mà mình xài cho các máy cái đồ mới mà nhiều khi nó có cái lỗ để mình mới là mình vẫn xài được luôn nha. Cái này nó tiện lợi mà thông dụng lắm đó. Còn này thì lốc cao su này kia ok nè, những phần nữa là cái thương hiệu top là dòng đứng đầu của Nhật á đó, top da băng này hả chị mình, cái này còn xịn sò đẹp lắm, độ mới nó còn cao nha. Bán anh chị mình giá 120.000, 120k, mã số là 15, 120k mã 15 nha. Rồi mã 16 mã 16 thì em lên máy đồ nó xịn xịn xíu ấy. Máy đồ vẫn sai. 16 thì lên chị mình là một dao ghép này, dao ghép cành nha. Con này thì lữ nó thì nó bén riêng bên Nhật về luôn, nút ram đen này. Cái này thì độ mới nó còn cao quá cho nên là em cũng không có mài, cũng vệ sinh luôn, tại vì nó đẹp quá nha. Còn mọc đây đây đó, mọc thì thấy nó còn lạ lạ nữa, thì anh chị mình mua về xài rồi mình sưu tầm chơi nha. Đó có vỏ này kia luôn. Cái này thì để em đo cái phần lữ này, phần lữ bén nó thì được là 4,7 này, rồi chiều dài của lữ nha, chiều dài của lữ thì được là 17.3, dài cán luôn thì được là 17 nha. Đó có vỏ này kia luôn cho anh chị mình sử dụng rồi mình bảo vệ cái vỏ nó nha. Đó con này quá là đẹp luôn. Con này thì em bán cho anh chị mình giá 80.000, ghép cành 80k mã 16 nha, 16, 80k mã 16. Mã 17 nè, mã 17 thì mã 17 thì em lên anh chị mình là hai con dao để dạng như kiểu như xí mổ gì nè, nói chung là em không biết nha, nhưng mà anh chị mình nghiên cứu thử nha. Ở đây thì nó có con này thì cán của nó thì đồng nè, cái cán của nó đây nha, cán nó bằng đồng, để em coi thì phải không nha, để em coi thì phải bằng đồng không, nhưng mà em thấy nó lớp đồng đây nè, đồng nha, đây nè đó, cán của nó là bằng đồng nè đó. Còn cái phần thân nó nè, phần thân nó thì kiểu như là nó bằng tắc thép gì đó, hơi bị bén. Con này bén lắm, bén cực kỳ luôn nha. Con này thì em đo cái size lưỡi nó này, size lưỡi bén nó thì được là 3,7 này, chiều dài tổng thể nó thì được là 15.5. 15.5 là một coi nha. Con này thì hiện tại là cái lưỡi nó thì còn bén luôn, về cũng chị mình không cần mài gì hết nha, chỉ sử dụng thôi. Ủa, thở chưa? Thở không? Bén cực kỳ luôn. Cái này để mình lắp, cái này để mình lắp cá hay là mình lắp cái đồ này kia cũng được luôn. Nói chung là độ bén nó cao á. Một coi này, coi thứ hai. Coi thứ hai thì đây, lưỡi nó này, mới mà nó bén lắm. Đó, vậy anh chị mình nghiên cứu thử mình làm được cái gì đó mình làm nha. Nhiều khi là mấy cái đồ Nhật em cũng không biết hết. Đó, con này thì cái phần size lưỡi bén mà ngang nó giống dao ghép này thì được là 2,5. Chiều dài tổng thể nó thì được là 14.8 nha. Rồi, hai cái này thì
chị mình về mình làm gì đó được thì mình nghiên cứu thử nha. Cái này thì cặp này thì em bán anh chị mình giá 70.000 thôi, hãy coi nha. Mã 17 70k. 70k bán cực kỳ luôn nha. Mã 18 này, mã 18 thì em lên cho anh chị mình là mấy cái con dao kiểu như là mình cạo rau nè, hay là mình để mình cạo lông heo này kia. Cái này mấy cái này thì nó còn trong bọc như thế này nha, độ mới nó cao. Đây. Đó. Made in nhà. Trong coi thử có thương hiệu mà của Kai. Kai thì dòng Nhật luôn nha. Đó, Baro. Mấy cái này thì về anh chị mình để nạo rau nè. Thì là mình sử dụng nạo là được. Nói chung là về mình nạo gì đó, nạo nạo là được, ok. Đó. Mới lắm nè. Máy lựu nó mấy cái này thì cũng chỉ mình về mình sử dụng xong rồi thì mình có thể là mình xe cua là mình mua dao lam của mình á là về mình vẫn gắn bình thường nha. Đó, chứ không phải là mình xài một lần là giống dạng như mấy cái đồ mà xài nhanh á là mình xài một lần là mình dục luôn. Đó, còn loại này thì kiểu như là sử dụng rồi mình có thể là tái sử dụng lại được, kiểu như là mình gắn lựu vô là mình sử dụng thôi. Này gắn lộn lửa đó, được ba lửa này, được ba lửa nha, là nó còn nằm trong ba luôn, ba lửa. Rồi bên trong này cái mấy cái này thì có con dao dao lam của Nhật luôn này, da băng này. Đó. Cái này thì nó thông dụng là một cái đổi là ra, đổi là ra. Kiểu như mấy cái này thì nó còn cái độ độ nghiêng riêng nó cao á, nó được má lửa nhiều lắm. Đó, ra mà đút vô được không? Này như lột ra nha. À, kéo kéo ra. Xong. Nói chung là mấy cái đồ Nhật nó làm xịn quá, nhiều khi mình không có có biết cách sử dụng á. Đây. Cái này thì mình giữ vẫn giữ hộp xong mình mua cho làm gì á, mình chỉ nhét vô thôi. Đó, mình chỉ nhét vô này. Với lại ở đây có một số giỏ nữa này, ở đây thì một nè, 2 3 4 5 lữ nữa này. Rồi ở đây luôn. Kiểu như là nó không có đi chung, nó được 5 6 lữ nữa này. Nó không có đi chung nhưng mà em thấy là dạng như nó kiểu như nó hợp lý á, thì em bỏ chung thôi. Đó, cái bộ này bán cho anh chị mình giá 100 ngàn là được ba coi kia là vẫn thay được nha. Mà hiện tại là cái lưỡi nó là nó còn bén riêng luôn á, lưỡi dầm của cây luôn. 18 này 100k nha, 18. Rồi mã số 19 nha, mã số 19 này thì em lên cho anh chị mình thử cái mấy cái đồ này cũng chị mình biết làm không nha. Chứ em thì em nghĩ thì nó làm bên khâu gì á, à này giờ này. Còn cái này thì giống như bên mà cậy sim với lại cậy máy lông đền ở trong á. Đó, rồi cái mấy cái này không biết nó làm gì mà xéo rồi mà dòng thiếp trắng á. Đây, cái đầu này luôn. Đầu này thì theo em nghĩ là coi này thì nó chuyên để mà dạng như cậy mấy cái sim hay là lông đền ở trong á. Mấy cái đồ ở trong á. Đó, còn mấy cái này thì nó dài này. Đó, hai đầu nó dài. Một đầu thì dài. Biết nó làm cái gì luôn. Ba coi. Ở đây thì em được ba coi nha. Ba coi này thì em bán cho anh chị mình coi 10 ngàn đi, ba coi 30 ngàn. Nói chung là bán giá không không tách nha. Nói chung là cứ nó kèm theo có cái này cái kia. 30k. Rồi, mã số 19 30k nha, 19 nè. 19 30k, 19. Mã số là 20 này, mã 20 thì em lên anh chị mình là một cây kéo tỉa dâm mà dạng như dòng thiếp trắng này, cái này thì mọc đây. Đó, khui đúng ba bao nha, em khui hết ba bao rồi mà đúng một quả kéo là hệ nhất này. Đó, nói chung là hàng giờ nó không khó khăn lắm, lửa thì nghiêng riêng nha, dòng thiếp trắng luôn, thiếp trắng xịn sò. Mà cái dáng nó thì độc hàng nha, dạng này thì em hiện tại là em chưa có thấy. Đó, lửa thì mới nghiêng riêng của nó luôn, mà dòng thiếp trắng luôn nha. Đây kéo tỉa dâm. Đó, nó bén ghê lắm, nó bén cái này thì bén cực kỳ luôn mà dòng thiệp trắng luôn nha. Đó, lâu lâu có con cài của anh chị mình mua về mình sưu tầm nha, còn mập thì nó đây đó. Đọc, ok luôn nha. Rồi size chiều dài của nó nè, size chiều dài của nó thì là 22 đó. Nói chung là hồi giờ em cũng không không có thấy mấy cái dòng này nhưng mà hôm nay khui bao nó đẹp cực kỳ luôn, cho nên là
nhưng cái trắng xịn sò nữa. Bán cho anh chị mình coi này, về mình xài rồi mình có thể sưu tầm được nha. Mấy anh mà mua dạng như những cái cảnh về cái tỷ bạc được mà. Mấy cái này thì không bao nhiêu tiền hết. Này mình mua mình xài rồi mình sưu tầm chụp hình đồ này kia review cho vui nha. Rồi 350. Dòng thiếp trắng luôn. Kéo độc lạ. Mã số 20 nha. 350k mã 20. Rồi mã tiếp theo nha. Mã tiếp theo thì em lên cho anh chị mình là một cây cưa cũng độc hàng luôn. Đây nè. Đó, anh chị mình cầm lại. Đó, đó. Rồi anh chị mình sử dụng mình cưa luôn. Cái này thì cái độ mới nước ram đen của nó này, anh chị mình thấy này, độ mới nó cao lắm. Răng cỏ thì để em quay cho nó cận kỹ xíu này, anh chị mình thấy này. Răng thì chưa bị gãy nha, chưa bị gãy cái răng nào, nó còn nguyên riêng luôn. Cái này thì dạng như nó bén nguyên riêng luôn á, độ bén cao lắm. Có thương hiệu này, Saboten này, coi xương rồng. Con này thì dạng như bên Nhật nha, Nhật nó bán này. Đó. À, con này thì cái gì cái thời hạn sử dụng nó sao không biết là 2030 này. Đó, nói chung là cũng khá là đẹp nha, khá là đẹp. Con này thì em đo này. Bản ngang của nó thì được là 3. Cái chiều dài của lưỡi mà xài có phần lưỡi bén thì được là 24 này, chiều dài tổng thể cả cán luôn á. Tổng thể cả cán luôn á thì được là 37 nha. Đó, con này thì tính ra là khá là đẹp mà nó cũng mình sử dụng là nó không bị xúc tay nha. Con này về cũng chị mình sử dụng sướng lắm. Đó, con này thì lâu lâu có thằng coi nha. Bán cho anh chị mình con này giá 140. Mã 21. 140. Quan trọng nhất là cái độ mềm mới của nó với lại lưỡi nguyên riêng này anh chị mình xài sướng lắm nha. Đó. Rồi mã tiếp theo. Mã tiếp theo thì em lên anh chị mình là một cái súng bắn silicon nha. Con này thì dần size lớn. Đó, nếu mà cái con này á thì anh chị mình vẫn xài được cái size keo mà nhỏ như ví dụ như là mình xài size keo 26 đi. 26 thì tại đây. Đó, thì anh chị mình nếu mà bỏ được thì mình vẫn bỏ vô bình thường thôi. Còn sợ là nó dài quá là mình bỏ không được. Đó, thứ nhất, thứ hai nữa thì anh chị mình về mấy anh thì em tới ra phần là mấy cái loại mà có khức như thế này này. Mấy anh hay về chế mấy cái đồ mà để kẹp lốp này kia. Đó, nhiều nhiều anh chế cũng hay lắm. Đó, thì anh chị mình nhắm thử là mình mua được về làm cái gì thì mình chị mình nghiên cứu nha. Cái này thì cái riêng cái phần này thì nó xịn rồi. Nó xịn sò này. Nó thương hiệu nó này, Cutte. Cutte là cái dòng thương hiệu của nó là đa phần là nó có cái răng như thế này nha. Rồi size lớn, size nhỏ, cái này thì size lớn nha. Cái này thì nếu mà nó xài size keo phun của nó luôn ấy. Size keo mà phun của nó luôn á thì nó tới 34 lần. À, size keo phun của nó nha. Con này thì hiện tại là cũng khá là xịn sò mà nó dày dặn này, ngoại hình nó này. Con này thì người ta xài bên người ta á nó có dính keo silicon xíu, nhưng mà về mình kỹ xíu thì mình vệ sinh nó lại xíu do cái này nó còn nước sơn rin của nó nha. À, hoạt động này. À, quên kéo kéo về đấy nha. À, kéo về sử dụng này. À, quên lật lại chứ quên. À. Đó. Nhờ nó có máy khức này nè, là máy anh hay chế chế độ để kịp lốp hay là sử dụng mình ép cái gì đó nha. Ok. Cái này thì em bán cho anh chị mình giá 120 ngàn thôi. 120 ngàn. Vậy anh chị mình coi thử chế được gì mình chế nha. Cái này nó cũng khá là nặng á. Mã số 22 này. 120k mã 22 nha. Mã 22. Cái này thì để em đo thử là nó nặng được bao nhiêu nè. Được là 8 lần 4 rồi. 8 lần 4 nha. Đó. Rồi mã 22 120 ngàn. Mã 23 này, mã 23 thì em lên cho anh chị mình là một cây dạng như được cô sưu tầm bên Nhật á. Người ta dạng như để cầm đao kiếm này kia nè. Đó, thì cái này thì kiểu như là cái dòi nguyên riêng của nó luôn, dòi nguyên riêng nữa nha. Còn cái phần thân nó là dùng thiếp trắng này. Đó, phần kiếm được cô. Đây mấy anh mà đao kiếm này kia muốn chen 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 đó. Đó thì anh chị mình về mình để sưu tầm chơi hay làm DC này. DC cầm máy này gõ đầu ngon lắm. Đó. Dài dựng luôn nha, dài lắm. Như mà tính ra cái phần lưỡi nó này thì được là 27 này, chiều dài cái tổng thể của nó thì được là 39 nha. Cái con này thì em bán cho anh chị mình giá 70 ngàn. Đó, là về anh chị mình sưu tầm chơi hay là bỏ anh xì đó. 70k, 23. Mã số 24 này, mã 24 thì lên chị mình là một cây kìm ở quạ nha. Con này thì độ mới nó cao lắm anh chị mình thấy này.
Đó, xịn sò cho anh chị mình cái này luôn nha. Không reset mà dạng như cũng chị mình thấy nó easy dòng tiếp trắng nha, mà không biết có phải tiếp trắng không nha. Tại vì cái độ mới nó cao quá thì nó trắng như thế này. Nhưng mà cũng chị mình coi này răng nè. Đó, chưa dấu hiệu sử dụng luôn, chưa dấu hiệu sử dụng luôn nha. Đẹp cực kỳ luôn, dòng top nó đứng đầu này. Đó, giờ bạn hẳn hơi nha. Máy cái này thì về anh chị mình xài lại khá là êm luôn á. Đó, cầm đâu là dính nó luôn. Ngàm miệng rồi còn ok cho anh chị mình về sử dụng nha. Dạng cầm gì cũng được. Đó, máy này sưu tầm cũng được nha, giống y xì hàng mới không thấy cái nào luôn. Con này thì độ mới nó cao quá mà dòng thương hiệu nữa nha, bán cho anh chị mình giá là 110k, 110k nha. Mã số 24 này, giống như là anh chị mình mua mua hàng mới vậy đó, nhưng mà cái này thì ở mua hàng mới trực tiếp bên Nhật đó, nhưng mà cái này thì nó Việt Nam rồi. Mã tiếp theo này, mã tiếp theo thì em lên chị mình là một cây kéo tôn. Hay là cũng chị mình có thể là dùng cái nẹp la phong này kia này đó, nó thì cũng chị mình chiên cái gì đó cái đó. Cái này thì dùng tay phải nha, cái này dùng tay phải mặt mặt trong này không rỉ rổ nha, này không rỉ rổ bên này luôn, không rỗ lỡ lỡ thì là bén ngót này gì anh chị mình về chỉ việc làm mình sử dụng thôi nha. Này em test cho anh chị này, đó cắt gió này, cái dòng mà lỡ nó khít của nó thì cắt gió mới đứt nha, còn dòng hở thì cắt ba gió này lọt khi đó. Con này thì cũng chị thấy đẹp ghê chưa, này cả băng cán kiếp này kia luôn. Đó, chốt gài là đủ cho anh chị mình luôn nha. Con này thì cái size chiều dài của nó đây, size chiều dài của nó thì nó được là 24.5 nha. Con này thì bán cho anh chị mình giá là 160.000, 160.000 về các ton cũng được, mà anh chị mình kiểu như là làm bên lĩnh vực la phong này kia vẫn sử dụng tốt nha. Máy dòng này nè, đó hồi xưa thì bán cái mặt hàng này chạy ghê lắm, bán tầm 200, 200 rưỡi không, 160k, 25. Rồi mã số 26 này, mã 26 thì em lên cho anh chị mình là một cái coi thước dạng như cân thủy á. Đó, ở đây thì nó còn mực nước này anh chị thấy này. Đây này. Chạy qua chạy lại nha. Đó, thấy chưa? Cái này thì nó còn đẹp á. Bên này luôn, mực nước ngang này. Đó, anh chị thấy chạy không? Con này thước này thì cũng còn ok lắm, nhưng mà ở phần góc đây này. Góc đây này nó có bên phần cạnh á, cạnh nó xước nhẹ xíu. Có còn phần dưới thì đẹp như mới luôn này. Đó, gỗ nha, gỗ. Con này thì em đo này. À, cái bảng ngang của nó thì được là 5.1. Còn cái bảng mà dày của nó thì được là 2.6 nha. Chiều dài tổng thể của nó thì được là 30.7. Cụ dài. Cái con này thì em bán cho anh chị mình giá là 60 ngàn thôi. Mã 26 60k, mã 26 nha. Rồi, mã tiếp theo nha. Mã tiếp theo thì lên anh chị mình là một cây kim điện. Đó, kim điện cái này thì miệng mồm thì đẹp như mới luôn này. Đó, nhìn nó này không có mí nha. Này, đó thương hiệu nó là Kiba này, Kiba ở phần đợi có garden nha, còn phần cán nó thì nó hơi dính linh xíu nhưng mà dạng như không có bị rách ló sách nha, anh về vẫn sử dụng bình thường nha, nó hoạt động thì bình thường này. Đó, cái phần garden nó này, garden nó còn ok luôn nha. Đó, con này thì nói chung là không đẹp như mới nhưng mà cái độ mới nó cao, kiểu như răng mồi miệng nó kia là chưa sử dụng máy luôn á, kiểu như không có mỹ gì hết nha. Size nó là 16.5 này. Con này em bán chị mình giá 70.000, 70.000 nha. Hai mươi bảy 70k mà 27 nha. Mã 28, mã 28 thì em lên cho cô anh chị mình là một cây cưa gốc hẹp. Đó, cưa gốc hẹp nha. Cái coi này thì cũng chị mình mua thì mai em tặng cho anh chị mình một cái lữ cũng cưa sắt luôn, mà lữ bãi lữ còn độ mới cao nha. Đó là tặng kèm cho anh chị mình nha. Dòng này dòng thương hiệu này. Đó, nói chung là cái lớp vỏ cao su nó này nó chưa có rách gì hết nha, nhưng mà cái là kiểu như là nó hơi kiểu như là nó hơi cũ do là em cầm tay nó dính linh á. Đó, thì nó hơi cũ xíu, nhưng anh chị mình về lâu xanh này nó như mới luôn. Đó, cái này thì còn khá là đẹp luôn. Cái size chiều dài nó thì 21 này. Đó, thì em sẽ ghi lại là mai là của anh chị mình chốt á, em sẽ tặng kèm một lữ là mới nha. Đó, rồi con này thì em bán cho anh chị mình giá 80 ngàn nha, 80 ngàn. Mã 28, 80k, mã 28. Mã 28 nha. Mã số 29 này, mã 29 thì em lên anh chị mình là một cái cây dạng thước cuộn. Con này thì dạng như mình đo là size lớn nha. Đó, là dòng này thì nó chỉ quay lại thôi, nó không có tự động là tua lại nha. Mà cái dòng quay thì nó bền hơn mà dòng tua.
còn tua có cái lò xo bên trong á, nếu nó có bị chấm ten này kia thì kiểu như là mình quay là thẻ gì nó không có mà không có tua vô được, kiểu như thế nha. Còn này thì cái chiều dài của nó là 10 m này, con này độ mới cao nha, con này độ mới cao nha. Đó, bật ra như thế này xong mình kéo ra đây. Ai mặt sale của nhìn thấy này mới ghê chưa, đó mặt trước này đó, Mitsuri đây, con này mới lắm. Có logo nội địa này, logo nội địa nha, chữ nhật lâm này này đó, 10 m đó, độ mới cao cái này nha. Cái phần vỏ cũng vậy, mình thấy này độ mới nó cao lắm đó, tua vô bình thường nha. Đó, cái này thì em bán cái độ mới thứ nhất là độ mới cao, thứ hai nữa là nó kéo được dài á, để anh chị cũng như mình có đo đắt này kia vẫn đo được, kiểu như là mua lô đất 10 m là mình đo là chuẩn luôn 10 m. Rồi cái này thì em bán anh chị mình giá là 150k nha, 150k. 29. Mã số 29 này, dòng có thương hiệu của nội địa Nhật luôn nha. Mới phải 80 mấy phần trăm. Mã số 30. Mã 30 thì em lên chị mình làm một cái cưa cưa lách. Cái này là cưa 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 lách nha. Cái đầu mới nó cũng còn cao này. Anh chị em dùm lử này. Lử thì chưa có gãy cái răng nào nha, nó không còn đều quá. Còn khá là bén. Cái này thì cái nó thiết kế là có cái tay mình đang cầm như thế này, có cục này thì mình kéo đi là nó khỏi bị xúc tay nha. Cái này thì em bán chị mình giá 60.000 một coi thôi, 60k. 60k mẹ 30. Mẹ 31. Mẹ 31 thì lên cho cũng chị mình là một cây kìm ở nhọn nha. Con này thì phần răng nó cũng chị nói này. Không có mí nha. Này, ấp vô này. Đó, nó khít không lọt ánh sáng luôn. Đây, mình coi bên này là rõ nhất này, không lọt ánh sáng nha. Cái này thì nói chung là độ mới nó còn cao. Bên trong cũng chị mình thấy mấy cái răng này, răng có ok luôn nha. Còn còn cái phần cao su này, cao su ha. Đó, nói chung là con này còn đẹp lắm. Con này bán cho anh chị mình giá 8.000 nha, 80.000. Tám mươi k mẹ mốt. Mã 32 thì em lên cho anh chị mình là một cây kìm cắt kẽm nhé. Con này thì của anh chị mình thấy là độ mới nó còn cao nha. Đó. Răng này. Em chủ yếu là mấy cái kìm này thì em hay quay răng cho anh chị mình thấy kỹ là được rồi. Còn ví như cán này kia mà dạng như nó có cũ quá thì cũng không sao nha. Đó, dòng có thương hiệu nha. Dòng có thương hiệu này. Đó, cán xịn sò không có bị rách gì hết nha. Cho anh chị mình dễ sử dụng này. Con này thì em bán cho anh chị mình giá 80.000 nha. 80k. À đem đo sai luôn nè. Cái size chiều dài của nó thì được là 16 hơn xíu, 16,3 á. 80k mẹ 32. 80k. Mã số 33 này, mã 33 thì em lên nhóm chị mình là cái con kéo này thì nó để nó cắt gì em biết mà cái mỏ dịch nha. Mỏ dịch dòng có thương hiệu đây. Da băng này. Đây, đó, da băng nha. Đó. Cán cái cô ok luôn. Mẹ cái dòng nó thì giống như cái dòng mà cái tên á. Thì như vậy mình kiểu như là mình để dưới đất này kia nè, mình không cần cầm luôn, lại cứ giờ là mình đưa tái thôi. Nó bén rồi lắm. Lưỡi này nó bén riêng, riêng của nó mà độ mới nó cao á. Đó, thì cũng vậy mình có thể là về mình cắt giấy này kia á, nhưng mà trong khi là mình không cần dỡ lên, cứ để đất có mặt chân á là mình đưa đi thôi nha. Cái này thì em thấy, hình như là em thấy là nó dòng nó hai lốp nè. Ở này. Dạ. Ở này. Vậy em dùng này rõ cũng rõ nè. Đó, cán kiết thì cũng còn đẹp luôn. Con này thì cái size bán lữ nó đây thì nó được là thì nó được là 6,8 này. Chiều dài tổng thể của nó thì được là 21.5 này, một coi đi. Còn con này thì em bán theo luôn. Con này thì dạng như kiểu như là để mình thi giới hay là mình cắt hành cái hiệu này. Con này thì độ mới nó còn cao, cán kiết luôn gì mình thấy đây. Đó. Đó, đó. Kiểu như một là thi giới hay là mình để mình cắt hành cái hiệu này. Đó. Nó dùng 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 ra vậy đó. Đó. Cái này thì phần size lữ nó thì em thấy là được là 11.5 này, chiều dài tổng thể của nó là được là 19.6 nha. Rồi một cặp này đi, cặp này em bán cho anh chị mình giá là 80.000. Bye bye.
80k nha, mã 33. Mã 34 thì lên chị mình làm một cái xẻng bánh xay nha. Cái này thì độ mới cũng còn cao nè, cũng diện thanh nút riêng nó này. Cán thì là cán đúc luôn. Đó, bên trong thì cũng gì mình sử dụng xong mình móc lên. Anh chị thấy cái phần nó sơn riêng của nó chưa có chóc mới luôn á. Ở phần dưới thì kiểu như là người ta để là nó có dấu mà dặn đổ mồ hôi nước á. Đó. Cái này thì còn đẹp lắm nha, cái độ dày của nó này. Cái độ dày nó thì gần 1 ly á. Cái này thì em đo này. Bản ngang của nó là được 7 nè. Chiều sâu của nó thì được là 16 nè, chiều dài cái cán luôn á thì được là 27. Cái này bán chị mình giá 80.000 nha. Cái này còn đẹp lắm. 80k. 34 80k mẹ 34. Mẹ 35 thì em lên cho anh chị mình làm một cây cây cưa cưa gấp. Đó. Cái cây này thì dòng Tradimax, dòng thương hiệu nha. Đây này. Tradimax này dòng cũng Nhật luôn. Đó. Có tem mạc này kia này. Nhưng mà con này thì nó soi các khác là nó dày hơn. Nhưng mà nó làm em thấy là cái mẫu mã của nó thì nó làm kiểu như là nó đẹp mà nó độc hàng hơn nha. Cái này thì cái phần xa lữ của nó thì được là 0,8 ly này, gần 1 ly á. Đó, con này thì có nó thì nó gấp tay đôi thôi, gấp tay đôi là anh chị mình sử dụng này. Con này thì nó có mọc chanh lữ này. Đó, anh chị thấy mọc lữ không? Còn cái phần xa lữ thì nó còn dày dặn so cái khác. Quan trọng nhất là cái phần lữ nó này, lữ thì nó còn bén riêng của nó luôn nha. Nói chung là con này thì còn bén, chưa có gãy cái răng nào hết á. Chưa gãy răng nào hết nha. Con này thì bán cho anh chị mình giá 80.000 này. 80k. Nói chung là về xài là êm con này luôn. 80k mã số hả? 35. 35 80k. Rồi, 3 số là cái hàng để dành này, hàng để dành của cái anh trai. Anh trai nói chung là anh mua cái này mà khách hỏi quá trời luôn, anh mua xong để dành tới giờ luôn. Đó, cái này thì cái hàng chì nha, cái này thì bao sóng. Nhưng mà về anh chị mình cứ test bao sóng nha, là em có test sẵn hết rồi. Mấy cái này thì nó sống hết nha, thương hiệu nó Ruri nè. Đó, rồi đây này, thương hiệu nó là Ishiyaki. Đó, size quên nó là xài điện 100V nè. 30W, 30W nha. Dòng thương hiệu luôn. Con này thì bao sóng nha. Cái đầu này thì nó bằng đồng, cái đầu này bằng đồng nha. Hoạt động thì bình thường, dòi thì viết ngoài kia cũng ok. Trong này dòi con này cũng dài á, con này dài dòi nó tầm mét 2 á. Dài tầm mét 2 này, thì giá thì em bán 90.000 giá cũ nha. Thì bây giờ em bán lại giá cũ cho anh chị mình mua về mình sử dụng nha. Con này thì bao sóng nha anh chị mình nha. Bao sóng. Con này 90.000 mã 36. 90k. Nói chung là cũng vậy mình để dành á thì em chỉ lưu qua video thôi. Xong hết 3 video thì em tự xé nha, chứ còn không có cần mà gọi cho ông chị mình. Đó, kiểu như thế. Đó, rồi ví dụ như là ông chị mình muốn để dành lâu á thì em vẫn sẽ để dành 1 tuần hay là nửa tháng. Đó là ông chị mình, một là chuyển cọc của nhiều ông chị mình mua cái đơn nó chưa đủ 300 mà bao ship á, thì ông chị mình mua tầm 200 đi, ông chị mình cọc cho em 50. Đó, thì em để dành cho ông chị mình, đã chừng mà ông chị mình chốt đủ hơn 300 á thì ông chị mình chuyển khoản thì em bao ship cho. Đó là đủ đơn cho anh chị mình đi á. Như cái này cũng hàng để dành luôn. Cái này thì hơi bị lâu rồi á. Cái này thì hai cây cây lê hai đầu. Đó thì hai cái này thì đều là một số luôn, để anh chị mình canh một bên rồi mình dặn bên đó, như cái dòng kéo cành này kia là số 10 nè. Đó, mình canh bên dặn bên. Mấy cái đồ này cũng chị mình cần lắc tự động nha. Đây này. Hoạt động đồ chiêu này. Đó, ok êm lắm. Cái này luôn, bên này luôn này. Đồ chiêu này. Nói chung là bị lỗi là em sẽ báo lỗi nha, hoạt động bình thường thì em báo hoạt động bình thường nha. Đó, rồi chị bên này luôn. Nó êm lắm, êm hai cái này nè. Đó, thì hai cái này thì số 10-10 nè, 12-12 nè. Đào trồng thì đẹp như mới luôn, hai bên luôn nha, đẹp như mới luôn. Thì cái này thì em còn bán lại giá cũ cho anh chị mình luôn nha, 101, hai cây. Mã 37, 101 nè. 110k. Mã 37 nha, mấy cái này hồi xưa quá trời người hỏi luôn. Mã 38 nè, 38 thì lên chị mình là một cái cây kiểu như là tưới cái điện. Đó, con này thì độ mới như chị thấy nè, quá cao luôn, độ mới cao, thương hiệu Vixi. Vixi nha, dòng thương hiệu có cho băng nè. Đó, chị thấy là từ ghế cá là nước sơn với lại cán nè. Đó, chị thấy nó làm xịn sò lắm. Đó, còn cái phần tước nè, độ mới nó cao, chưa sử dụng luôn nha. Đây, kích thước nè. Đó,
cái thước đầy đủ anh chị mình này, anh chị thấy giùm thẻ ra này nha. Đó, anh chị mình giùm răng này. Đó, thước thì cái này thì cái phần này nó có phần hai gai răng này. Đẹp như mới chưa sử dụng nha. Đó là anh chị mình bấm xuống này. Đó, đòi qua là nó thước ra, thẻ là nó tua về nha. Đó, dòng PC, dòng xịn sò cho anh chị mình về sử dụng luôn nha. Size chiều dài của nó này thì nó được là 17.5. Còn này độ mới bình thường ấy thì máy có bình thường thì em bán chỉ là giá 250 thôi đó, nhưng mà con này đồ mới cao quá em lên 30 ngàn thôi nha, là nó là 280 ngàn, 280 mẹ 38 nha, mẹ 38, 280 mẹ 38, mẹ 39 nè, mẹ 39 thì lên cho anh chị mình tiếp tục là một cái súng bắn silicon nè. Con này thì đồ mới cao nha, đồ mới cao lắm. Cái này cả nước sơn hay là tem mạc còn dán luôn nè. Đó, cả nước sơn nữa nè, mới ghê cực kỳ luôn. Anh này chưa giáo gì sử dụng luôn nè. Đó, vậy thấy cái đồ mới ghê chưa? Đó. Cái này thì sử dụng thì kéo ra rồi cái mình bán tái thôi. Này đầy đủ phụ kiện nha. Nếu mà mấy dòng này á nó không có khức mà không có cái cử này á thì chị mình bán không được nha. Nó phải có cái cử này. Đó, mẹ con này nó mới xì dạng như nó thiếu cái bì thôi. Mới ghê lắm. Đó, hoạt động thì bình thường nha. Đó. Mà nó mới cực kỳ luôn. Cái này thì bán chị mình giá là 100k. Quá mới luôn nha. Rồi cái này quá mới nè. Tem mạc còn dán luôn nè. 100k nè. Mã số là 39 nha. 39 100k mã 39. Mã 40 nè. Mã 40 thì em lên cho ông chị mình là một cái coi sủi dài. Đó, cái phần phần sủi nè. Xong rồi cái xuống này thì nó làm một cái phần khâu để mà mình nhận như mình có thể là mình chai cán nhất vô á. Đó. Là ở đây có tem mạc nó còn dán còn chữ Nhật quá trời luôn này. Còn cán thì mình thấy là con này thì bao đẹp luôn. Phần sủi với lại phần này có thể là dùi lỗ để mình trồng máy coi này kia, nó làm thiết kế tròn này, kiểu như mình chọt lỗ á. Đó, hai chức năng luôn. Nè, sủi nó anh chị nên nhìn thấy này. Nó nhìn hơi bị chắc chắn luôn mà đẹp nha. Cái này thì em đo nè. Bạn ngang của nó được 9 nè, cái chiều sâu vô á, chiều sâu vô được 7 nè. Còn chiều dài mà phần cá cán luôn á thì nó được là 63.5 nha. Đó, con này thì khá là đẹp cho anh chị mình luôn. Về mình sử dụng là được hai chức năng là sủi nè, sủi sánh hay là có thể là mình để mình đục ra mấy cái bông chuối này kia. Này cái này thì hiện tại là nó cái lưỡi, phần lưỡi là nó không bén này mà hai mặt xuống á. Anh chị mình sánh chuối cũng sướng lắm nha. Đó, hay là mình sánh cái đồ gì đó là mình vẫn xài ok luôn. Đó, mà cái này độ mới nó cũng cao luôn. Cái này bán chị mình giá 120.000 thôi. 120k mà nó quá trời chức năng luôn nha. 120k nè. Mã số 40. Mã 40. 120k đẹp lắm. Mã số 41 thì em lên cho anh chị mình làm một cái đồ xếp đan năng. Cái coi này thì cái đầu lục giác hơi thị nha. Anh em chị nói đi. Mấy cái dòng mà dạng như lục giác thì có, nhưng mà cái dòng lục giác nó thị là nó hơi bị hiếm luôn. Cái này thì nó có lỗ luôn, sai có lỗ luôn nha. Đó, mấy cái này nè, nó cực kỳ hiếm luôn nha anh chị mình nha. Mà cái này thì nó xếp lên nè. Anh chị mình sử dụng cái này thì mình sử dụng rồi mình xếp lại. Đó, xếp lại như thế này nha. Xếp gọn lại. Đó, xếp gọn lại như thế này nè. Đó. Cái này thì size dài của nó thì khi mình xếp gọn lại á thì được là 18.5 nè. Cái này thì cực kỳ mà ít ít gặp. Đó. Cặp này, cái bộ này thì em bán anh chị mình giá 120.000 nha. 120k này. Độ mới cao nha. Mã số 41. Mã 41 này. Mã 41 120, mã 41. Mã 42 thì em lên anh chị mình làm một con Merlot này. Con này thương hiệu MEC, dòng MEC thì riêng cái dòng cờ lê hay là Merlot này kia này nó cực kỳ xịn luôn nha. Đó, da băng này. Anh chị mình thấy cái con Merlot này thì cực kỳ đẹp luôn. Này, cán con ngàm luôn nha, ngàm này. Đó, nó cái trong này nó không có sử dụng nhưng mà dạng như cái này nó cái độ mới nó cao lắm. Đó, quý vị mình sử dụng là ok luôn này. Cái phần miệng mồm này kia thì ra vô bình thường, nói chung là hoạt động bình thường không có bị lỗi lầm gì hết nha. À này. Ra vô đẹp lắm. Nhẹ nhàng luôn nha. À này. À này. Cái dòng mà size 300 ấy thì nó cực kỳ ít luôn. Đó, nhưng mà cái này thì kiểu như nó còn khá là đẹp. Kiểu như là nó dòng nó thông dụng cho máy anh mà anh si lớn này kia hay là dạng máy kỳ này kia là từ cái ốc nhỏ nhất luôn tới ốc lớn nhất luôn là xài được hết nha. Rồi con này thì cũng đẹp, em bán cho anh chị mình giá 120.000 thôi. 120.000. Em thấy máy shop kia là bán máy con này là 180.000. Nhưng mà em không theo ai hết, kiểu như là mình bán hầu giờ cứ giá thân thiện để anh chị mình mua về xài á, thì có sao thì mình bán vợ nha. 120k. Mã số là 42. 42 120k mà 42 nha.
Rồi mùa 243 thì em lên chị mình là cái đồ khui khui mấy cái lon này. Đó, anh chị mình gắn cái miệng lon vô đây. Xem chị mình chập lại. Đó, là nó sẽ mấm vô phần lon á. Thì anh chị mình cứ quay quay nó chạy theo nha. Đó, mình quay là nó chạy theo. Quay chạy theo tới chừng mà nó cắt hết lon á là nó rớt ra. Đó. Coi thì dòng thương hiệu này, Made in Japan luôn này. Made in Japan luôn nha. Cán kiết đồ thì cũng còn ok luôn nha anh chị mình này. Cái phần này thì cán nó dạng như làm gắn sắt mà xuống tới đó luôn. Xong nào cái nó ốp lốp cao su để mình cầm cho nó khỏi bị phồng tay á. Đó thì con này thì nó có răng răng cái phần lốp lốp dạng như nhựa mà người ta ép vô á. Nhưng mà ở bên trong nó vẫn còn cái lốp thép như thế này nha, sắt thép kim loại á. Nói chung là mình nói kim loại á, thì nó vẫn còn luôn. Thì cái này bán cho anh chị mình kiểu như độ mới không cao á, là phần cán thôi chứ còn phần thân nó anh chị mình nói này còn sáng láng đẹp luôn. Dòng có thương hiệu nhưng mà em bán cho anh chị mình con này giá 50 ngàn thôi. 50k nha, mã số là 43. 43 50k nha, mã 43. Rồi mã số 44 này, mã 44 thì đây cái này là của hàng để dành này, con này dòng Mỹ này, bữa quá trời người hỏi luôn mà anh mua để dành lâu quá rồi cho nên là bây giờ sẽ ra bán này, sẽ ra bán nha. Mấy cái này thì nó cực kỳ mà đi đi bãi hay là hàng về nó không ít có lắm, lâu lâu nó có một cây dòng Mỹ á đó. Đó anh chị mình xài thì mình mua về mình sưu tầm nha. Cái này giá cũ giá 100 này, giá cũ giá 100. Nói chung là xưa bán sao để dành sao á, giờ mình bán cái vậy. Thì hiện tại là cái lốc keo nó người ta em dán để dành á thì nó còn dính miếng gì anh chị mình chịu khó gỡ ra xíu nha. Còn giá thì em bán theo giá cũ nha. Đó, này bán 100 ngàn. Trăm ca này. Cái coi này thì đây. Ở bên này thì nó khác nè. Nó khác nè. Đó, mắt in nè, mắt in UHD nha, mắt in UHD. Rồi cái này thì cái dòng nó thì cái lưỡi nó này mình đòi để cắt cái gạch gì á. Đó thì như vậy mình cứ dặn ra rồi mình rút cái lưỡi ra. Đó, rút cái lưỡi ra. Thì cái lưỡi nó giống như dòng dao đục trái á. Đó, xong bắt đầu là vậy mình rút ra là mình cắt sai bao nhiêu đó là vậy mình siết lại cho nó chặt lại. Đó, siết lại nè. Rồi ở đây thì mình cứa. Đó, siết chặt lại này nó chưa chặt lắm nha. À. Đó, không ra vô nữa nè. Thì anh chị mình dùng để mình cứa anh gạch này. Nó có cái size yếu gì thước đó này. Cái này mình đưa xuống mình rập thôi. Đó, dòng kiểu như là như mình thì ở đây thì mình kêu là dao rọc giói á. Còn bên Mỹ á, thì nó làm dạng như thiết kế thì xịn sò hơn xíu. Đó, nó xịn xịn sò hơn xíu. Đó. Là như thế này này. Đó, nó xịn lắm. Bán cho đem đo thử lại nha. À, bằng ngang của nó này, phần size lưỡi nó thì được là bằng ngang thôi, còn size lưỡi nó thì nó giống như dao rọc giói thôi. Cái này thì được là 7,8 này, 17,8 nha, quên. Đó, rồi chiều cao đó nè. Chiều cao nó được 8 nha. Cái này độ dày nó thì cũng khá là dày nè. Đó, con này bán lại giá cũ nha. Con này bán cho anh chị mình giá 100 ngàn, mã số là 44. 44 100k mã 44 giá cũ nè. Mã 45 thì em lên cho anh chị mình là một cái coi dạng như mình dùng để đi đêm á, xiên chim, xiên chuột, xiên rắn, xiên cá rồi này kia này. Đó, coi ba chia dạng như mình xiên xuống á là bắt đầu nó có cái thức này này, nó không bao giờ mà xúc ra được á, kiểu như thế nha. Hay là mấy anh mà anh hay đi biển em thấy review nó người ta hay chọc dùng cái này này. Đó, là mình chà bén bén cái mũi này hơn xíu nữa, bén nhỏ nhọn xíu á, là mình chọc. Cái này thì dễ, anh chị mình đơn giản thôi, mình chỉ gắn cái coi chia vô. Xong đầu bắt đầu là mình đóng ca đinh xuyên qua cái lỗ này qua đây là nó cứ ngắt thôi, là mình sử dụng thôi nha. Cái này thì bạn ngang này, bạn ngang của nó thì được là 4,2 này, cái chiều dài mẹ còn coi sát đây thì được là 28,7 đó. Còn cái phần coi coi sát này này thì nó được sát là nó được sát là xấu nha, được sát là xấu. Rồi cái con này em bán cho anh chị mình về mình chai cán sử dụng này, quá là thông dụng luôn. Con này bán chị mình giá 70 ngàn nha, 70 ngàn 70k. Mã số là 45. Mã 45 nha, 70k mã 45. Mã 46 thì em lên cho anh chị mình là một cái cây cây gấp.
Cái này thì dùng cho hệ bonsai hay là quý anh chị mình gấp ốc ít này kia cho máy anh làm điện này kia, gấp ốc rồi mình bỏ này kia cũng được. Nhưng mà em thấy là chuyên máy anh là làm bonsai này, gấp sâu gấp bò hay là gấp những máy coi mà trong thân này kia là nó dài lợi thế hơn, nó dài mà nó cái này nó dày dặn lắm nha, chị thấy này nó dày lắm đó, phần đuôi này đó dày lắm nha. Đó thì cái size này size dài nữa thì mình tiện lợi nó thông dụng cho của chị mình xài được nhiều việc lắm. Con này thì size của nó là 23.5 nha. Con này thì em bán cho ông chị mình giá 70.000, 70.000 nha. 70k mã số là 40 số nha, 40 số 70k mã 4 số. Rồi mã tiếp theo nha, mã tiếp theo thì em lên chị mình là một cái con côm. Con côm hôm nay là cái đợt về là máy con côm nó mới lắm nha, không chị thấy này, cái nước sơn luôn này kia này, nó bên trong này kia thì nó có đựng đựng mấy cái mùi huyết nhỏ ở đây không chị, mình cũng như là mình khoan trùng chim này kia này các thứ kiểu nó, thì mấy cái mũi này thì có thể là mình khoan được gỗ rồi sắt luôn đó, nó như thế nha. Đó thì nó quay tròn này không chị nói này, đó thì mình cầm như thế này cũng được, mình quay này mình cầm như thế này mình quay cũng được nha. Con này thì mấy phần răng của anh chị mình thấy này, cái độ mới nó cao lắm đó. Rồi cái phần mà cái đầu miếng răng nó này thì vẫn quay bình thường nha. Đó, bên trong này, bên trong thì bên trong phần đuôi này nó có mấy cái mũi được 4 mũi này, 1 này 2 này 3 này, được 4 mũi nha. Thì mấy cái mũi nó này ok luôn nha anh chị mình này. Đó thì cái là anh chị mình cứ gắn vô là mình sử dụng thôi. Đây đó, đây gắn vô xong bắt đầu là cũng vậy, mình khoan thôi, khoan này này đó anh chị ha. Đó lộn lộn nha nè, đó là kiểu như là mình khoan bằng côm, là mấy cái này thì không cần sử dụng điện mà chỉ mình ăn côm nào có sức mình quay xíu là ok. Với lại mấy dòng này thì đa phần máy anh mua về sưu tầm nhiều nha, đó, mua về sưu tầm nhiều lắm. Với lại phần cái này độ mới cao là cũng dòng ít ít có ít gặp. Đó, nhìn thấy đẹp ghê chưa. Con này thì size chiều dài của nó nè, cái size chiều dài của nó thì được là 32 nha. Con này thì giá, con này thì em bán chị mình giá 150k, 150. À, đúng ra là nó là giá 180 á, 150k do cái này độ mới nó không còn cao nữa, mà 47, 150k mà 48 này, mà 48 thì em lên cho anh chị mình là một cái eto nha, eto. Cái này thì eto kịch bàn nha, cái này thì cái độ mới của anh chị mình thấy này, mà cái này thì dòng nó cái lớp trên á nó đẹp ghê lắm à này, cả phần ngàm của anh chị mình thấy này chưa dấu hiệu mà sử dụng máy luôn á. Ở đây thì nó có xước xíu là kiểu như người ta khoan xuống này, khoan xuống bắt đầu là nó xước nhẹ y cộng y kiểu như là quẹt sơ á đó. Đó còn bên này thì đẹp nha, bên này thì đẹp này đó, ngàm miệng thì ok luôn. Con này thì dòng có thương hiệu luôn nha, cái này Sanbo, hoạt động thì bình thường, hoạt động thì bình thường nha, cái này ra vô bình thường luôn, miệng thì mồm này kia thì nó cũng khá là khít đó, miệng mồm khá là khít này. Con này thì size ngang của nó thì được là 6,3 ngang, 6,3 nha. Rồi cái phần mà kẹp bàn á, cái mũ còn luôn. Con này thì dạng như ISO là chung á, kẹp bàn là chung chứ không phải là nhỏ đâu nha. Con này thì 350, 350 nha. Cái này thì để em cân thử nó nặng bao nhiêu nha. Cái này nó nặng được 1 ký 2 nha, 1 ký 2. Con này 350k. Bốn tám nha, 350 mẹ, 48 mẹ, 49 thì lên cho cũng vậy mình là một cái đập thịt. Cái đập thịt này dạng như nó độ mới nó cũng còn cao á, cho là hôm qua thì em lên cũng coi độ mới cao nhưng mà cái dòng bãi á thì nó không có giống cái coi nào hết, cho nên là không có chốt được nhiều người, cho nên là em chỉ lên là giống chị mình thấy là hình ảnh sao á thì về nó y dời nha. À cái gì mình thấy không, mấy dòng này thì kiểu như thép, nó thép trắng sạch sẽ này kia chị mình về mình xài sử dụng sướng cực kỳ luôn nha. Đó con này thì độ mới cao cực kỳ luôn, anh em nhìn thấy này, đập thịt đó thì về anh chị mình đập thịt nè, đập hành, đập tỏi, đập ớt, đập đá, đập đá thì cũng bao êm luôn cho anh chị mình luôn nha. Cái này thì em đo này, bạn ngang cái phần dạng như rộng nhất thì 41, chiều dài mày tổng thể nó nè được 10 này, chiều dài cái cán luôn á thì được là 30. Thì cái này của nó này, cái này của nó là 3 lạng 3
Con này bán chị mình giá là 110k nha, 110k. 49. 49. Rồi mã số 50 nè, mã 50 thì em lên cho anh chị mình là một cây 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 cuốc này. Cây cuốc nha, cây cuốc này thì để em nhá cái nha anh chị mình về là kiểu như là à này. Đó, nhìn thấy không? Nó so với cái ở bên mình á, lại cái này thì người ta nó thiết kế là dạng như nó quẹp lửa xuống này, cuốc dạng như là xuống nó được ăn đất sâu lắm. Đó, con này thì tính ra cái độ mới nó anh chị mình thấy này, còn khá là cao luôn nha. Con này thì này, hiệu con voi này. Đó, hiệu con voi. Đó, lốc sơn cũng vậy anh thấy này, nó xịn sò luôn. Mà cái cuốc này thì nó dày được phần lửa nói thì em thấy là dày được là 1,5 ly này, ly rưỡi khá là dày à. Con này thì hiệu con voi cũng vậy anh thấy rõ chân nè. Con này thì anh chị mình về không cần xài là đâu, lâu lâu mình lấy ra mình sưu tầm kiểu như là cái thương hiệu nó với lại con voi nó hiếm á thì anh chị mình sưu tầm chơi được. Bản ngang của nó thì được là 9,8 này. Đó, mấy cái dòng này thép xuống đó nha. Đó, ha. Cái chiều sâu xuống của nó này, chiều sâu phần vô này thì nó được là 17,5, 17,5 nha. Con này thì em bán chị mình về xài rồi mình sưu tầm luôn. Con này em bán chị mình giá 220.000 nha, 220k. Mà 50. 220k. Mã số 51 nè, mã 51 thì em lên cho anh chị mình là một cái coi cưa có vỏ luôn, coi cưa có vỏ này anh chị thấy không? Đó, bên Nhật người ta kiểu như là người ta còn bọc lại này, bọc lại kiểu như là nó khỏi bị xúc ra, nó bị mê lửa. Nhưng mà cái này em chưa có tháo, giờ em tháo ra cho anh chị mình xem luôn nha. Đó, nếu mà độ mới cao thì giá nó khác, mà cái dạng như lửa mà nó xấu á thì giá nó khác nha. Nói chung là em bán cái này nó còn công bằng lắm. Cái phần này là cái lớp da mà để của anh chị mình kiểu như mình đi rừng đi rỏi á là mình xỏ với nịt qua, nó kiểu như là nó giữ lửa lại này kia đó. Quay cho ARS luôn, dòng ARS luôn nha, dòng xịn sò luôn, có vỏ luôn nha anh chị mình thấy cái lửa nó này. À này, bén kỳ luôn, máy này thì dễ bị xước tay lắm đó. Cái này dễ anh chị mình cưa xuống đó. Dòng ARS đồ mới cao mà cán nó anh chị mình thấy này, ARS Made in Japan này, size lửa nó là 27, size lửa nó là 27. Cái bản ngang này, bản ngang của nó thì được là 4,1 này. Cái chiều dài của lưỡi thì được là 29 chiều dài tổng thể nha, em đo phần sát khâu luôn này, 29 nha. Rồi cả cán luôn á, cả cán luôn thì nó được là 42,5. Con này thì đồ mới cao quá, có vỏ mà đẹp cỡ đó nha. Đó, em bán cho chị mình giá 200 ngàn. Đó, xong rồi anh chị mình về mình ở với anh Nick á, cái này lốp da xịn sò luôn nè. Ở với anh Nick là mình đi rừng này kia ok luôn nha. Mã số là 51. 51 200. Mã 51 nha. 200k. 51. Mã 52, mã 52 thì em lên chị mình là một cái kiểu như là dòng nó dòng tiếp trắng luôn nha. Nó là bấm bấm khi phi lỗ nút á. Thứ nhất, thứ hai nữa thì nó ở đây thì nó đập lỗ luôn này. Đây này. Đập lỗ gió hay là đập lỗ tên này kia. Anh chị mình này. Đây này độ mới nó cao lắm, nó còn cái phần cử mà đeo quệ lửa á, kiểu như người ta gắn như là mục đích là nó không có bông nghiến ngàm ra thì nó không bị mía nha. Cái này nó mới cửa đây này anh chị nói này, mới ghê chưa, dòng mà dòng xịn luôn nha, dòng xịn luôn á. À này có đóng da bàn ốc này, da bàn nha. Này em coi thì nó có cái chốt gài không ta, cái này do người ta chốt lâu quá nó bị kiểu như bị đốm hoa này nó cứng hay sao chứ bình thường mấy cái này thì nó nhẹ lắm. Này cử gì đây, này không biết coi chốt dài không nha. Con này chắc để ngày mai em nghiên cứu đi, giờ mình nghiên cứu là nó hết giờ luôn á. Đó, nó đẹp lắm, nó còn độ mới cao như thế này nè. Đó, con này thì cũng chị mình cứ chốt đi, mai ngày mai em sẽ làm một hoạt động bình thường cho, tại vì kiểu như người ta ốp lâu quá, bắt đầu là kiểu như là nó chưa hoạt động bình thường nha, anh chị mình thấy không có chỗ nào reset luôn nha, mà chủ yếu phần đục lỗ này, đục lỗ này đi lâu quá bị đổ mồ hôi này, bắt đầu là nó sẽ bị hơi bị rít xíu, đó kiểu như thế. Đó, mai em cho nhỏ vô miếng dầu là ok luôn.
này cái size chiều dài của nó này, size dài nó được 17 này. Cân nặng của nó thì nó được là 32. 3 lạng 2 á, 3 lạng 2. Con này thì em bán cho cô anh chị mình giá là 130 ngàn nha. Mai em sẽ test hoạt động bình thường luôn cho anh chị mình nha. Bình thường thì em bán 150 á. 130k này, mã số 52. Mã số 53, 53 thì lên anh chị mình là một cái cây kìm mỏ nhọn nha, kìm mỏ nhọn. Con này thì răng ngàm nó thì em thấy là còn khá là ok này. Này, anh chị mình ốp lại nha. Đây này. Đó, thiết nịt luôn. Thiết nịt không lọ ánh sáng này, anh chị nắm này. Đây nha, không lọ ánh sáng nha. Ở phần này thì nó cũng có cái ren luôn nè. Cán thì em thấy là nó làm khá là xịn sò, kiểu như là có cái lửa thì mình cầm này kia là nó không có tụt tái tụt lui á. Con này thì dòng có thương hiệu nè. Đó, dòng có thương hiệu nha. Phần ren ngàm nó bên trong anh chị thấy nè. Cái độ mới nó cao cực kỳ luôn nha. Con này thì cái size chiều dài của nó nè. Cái size chiều dài của nó thì được là 17.1. Con này thì em bán cho anh chị mình giá 80 ngàn. Cái lốc su anh chị thấy nè. Mới cực kỳ luôn. 53, 80k nha, 53. Rồi mã số 54 nè, 54 thì em lên cho anh chị mình là một cái cây kìm cái kẽm size lớn. Đó, con này thì dòng Miri, dòng xịn nha. Đây này, miệng mồm anh chị thấy nè. Đó, còn khá là đẹp luôn, khiết nè. Vậy đó, khiết cực kỳ đẹp luôn. Mã dòng này anh chị mình về xài nó êm lắm, đó, thấy chưa. Con này thì độ mới cũng còn cao cho anh chị mình về sử dụng nha. Miệng mồm thì anh chị mình xem kỹ kỹ xíu là ân nhìn mua. Mình sưu tầm cũng được chứ không cần xài đâu. Mấy cái loại mà xài bành, xài lớn như thế này nè. Đó, mấy cái dáng nó nè, anh chị thấy nè. Thường này nó sẽ bằng luôn. Bằng luôn, nhưng mà cái này thì nó làm kiểu như cái phần này giống như dòng Mỹ á. Dòng Miri rồi với lại dòng Mỹ nó không vừa tựa giống nhau á. Size của nó thì bình thường nó chỉ ở 16 thôi. Con này tới 18.5 nha, size dài á. Con này em bán cho anh chị mình giá là 170 ngàn. 54 nha. 170k. Mấy cái này thì cũng chị mình cứ lên Facebook mà mấy anh chuyên bán cái đồ vải này nè. Anh bán con này ít gì cũng phải tầm 190 ngàn là rẻ nhất nha. Đó, nhầm anh em hỏi giá phải tầm 220. Còn Miri nó mắc tiền nữa. Rồi, một cái coi kim điện nè. Kim điện mà dán cái này hơi bị đẹp. Nhưng mà bình thường mấy cái này thì em bán hay giá không bao giờ dưới 200. Nhưng mà con này á, thì nó bị lỗi chút xíu. Nó bị lỗi chút xíu là cái phần ren nó mỉ một miếng một bên thôi. Đây này. Đây này, anh em chị thấy nè. Cái răng nó bên đây đẹp nha. Đẹp nè. Đó, đẹp như không sử dụng luôn. Đó, còn ở bên đây thì nó bị miếng này. Chỗ đây nha, anh chị thấy nè. Còn phần chỗ đây ra đây, đây thì nó còn đẹp. Thì từ đấy qua đây. Đó, thì nó còn được là tới 10 ly đi. À, 10,5 ly nè, 10,5 ly. Đó là còn xài được, còn phần đây lại á thì nó bị mí. Đây này, vậy đó nè. Đó, mí miếng nha, mí miếng. Nhưng mà nó sẽ dập ngang qua luôn. Đó, còn lốp su này cũng vậy đó nè. Còn ok luôn. Giá trị cái này thì nó không dưới 200, nhưng khi nó bị mí một miếng nha. Thì bán cho anh chị mình giá 70 ngàn thôi. Mắc giá cực kỳ luôn. 70k. 55. Cái này size dài nha. Cái lốp su anh chị thấy đẹp, ngon lành luôn á. Size dài nó 21.1, 21 chấm cho 21 đi. Rồi cái này 70.000, 55. Mã 56 thì em lên cho anh chị mình là một cái này làm cái gì không biết nha. Nhưng mà ở đây thì nó cái đầu hộp kim nè. Kiểu như của mấy anh kiểu như là dạng như mấy cái đồ quay tròn làm gỗ hay sao. Rồi người ta đưa cái này vô nó cắt rồi làm mấy cái rảnh này kia sao. Nói chung là em không biết nha. Nhưng mà anh chị mình nhắm thử mà dạng như công việc của anh chị mình cần á. Thì mình làm được cái gì mình làm. Đầu này thì đầu kim nè. Đó, nó bén cực kỳ luôn mà độ mới nó còn cao luôn. Rồi ở đây thì người ta thiết kế, có đóng cho băng luôn này. Thiết kế thì nó dài. Nó kiểu như giống như mấy cái đồ mà mình bị ngang, bị dọc này kia. Đó, cái size chiều dài của nó đây. Cái size dài nó được 20 á, con này ha, kiểu như độ mới cao quá không biết làm gì, bán cho anh chị mình con này giá 50 ngàn thôi, 50 ngàn nha. Giá này mà biết giá trị của nó thì hơi bị cao luôn á, do nó có cái đầu hộp kim á. 50k, mã 2, 56, 56, 50k nha, mã 56. Mã 57 thêm lên cho anh chị mình là một kìm mở khuya. Đó, thì
này nó thiết kế xịn sò này, kiểu như mình canh này kia được luôn, có lá xo trợ luôn này đó, cái miệng nó gì nghiêng riêng nó luôn này, thích này ha. Vậy đó, mở 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 hoài vô, mở hoài vô mấy cái đầu này thì có thể thay thay lửa được này kia đó, mình cũng như nhầm khi nó gãy này kia mình có thể là mình chế được, hay là mình mua cái lửa của nó luôn là gì mình ráp vô nha, cái này vẫn chế ok luôn á. Rồi cái này thì size chiều dài của nó được 17 này, độ mới cái này thì cũng khá là đẹp, khá là cao, ốc cái độ nghiêng riêng của nó chưa mở này, nhìn ha khá là đẹp luôn nha. Đó, ốc cử canh này kia thì mấy cái ốc đầu canh này thì bằng đồng luôn nè. Rồi con này em bán cho anh chị mình giá 120 ngàn nha. 120k. 57 này. 120k, mã 57 nha. Mã 58, mã 58 thì có mấy cái cưa đẹp lắm. Đây nè. Vô không gì thấy không? Độ mới nó cao cực kỳ luôn, mắt in Japan nè. Đó, vừa đã chưa? Đó. Đó, dòng mà Z này, dòng xịn luôn. Mấy cái này thì cũng chị mình có thể là mình thay lửa được nha. Thì mình gõ cái đầu này xuống nó bung cái này ra, xong mình ráp cái lưỡi vô, xong bắt đầu ở phần này là người ta thiết kế để không có răng nè, để mình gõ xuống này, mình gõ ép xuống là nó vô á, kiểu như thế nha. Này, có cái gài mọc chết luôn á đó. Đó, mà cái này thì độ mới nó còn đẹp lắm. Cái này thì để em đo này. Cái size lưỡi ngang của nó thì được là 305 330 chứ, cái chiều dài mà lưỡi bén của nó thì được là 20 22.7, chiều dài cái cán luôn á, chiều dài cái cán luôn thì được là 38 nha. Còn ở phần này người ta có kiểu như xịt sơn đỏ, nhưng mà cái độ mới nó cao lắm, chưa ai sử dụng mà. À, người ta bọc như thế này này, xem người ta xịt sơn nó bị dính xíu đó, rồi xong cái cho qua Việt Nam mình luôn, kiểu như là dùng Nhật cho mình, cho Việt Nam mình độ mới nó quảng cao, giá nó thì em bán cho anh chị mình cũng êm thôi, 120 ngàn, 58. dòng thay lửa được nha, 58, 58 nha, 120. Mã số 59 thì em lên cho ông chị mình là một cái cây cây kìm cái kẽm trợ lực. Đó, dòng cũng có thương hiệu này. Đó, con này thì phần phần thân này là bằng nhôm nha, phần thân này bằng nhôm này. Xuống là nó xuống tới đây luôn á, rồi nó ốp lốc su vô. Con này thì độ mới cũng còn cao nha, để em coi răng miệng thử sao nha. Chứ còn thân là mới lắm. Ai răng miệng thì cái nút ram với lại cái độ mới nó không còn cao lắm chị thấy này. Đó, ở chỗ đây thì nó có kiểu như cái xuất xẹt ngang qua là cái AC mẹ cộng tắc của mình á, chỗ này này xíu xíu vô đây thôi nha. Đây. Đó, mẹ dòng này thì cắt trợ lực nữa, anh chị mình về xài sướng lắm nha. Con này em bán cho anh chị mình giá 90 ngàn nè. Cái size của nó là size dài nó là 21 hơn xíu đó, cắt trợ lực ở đây à, này vậy này thấy chưa, động bình thường luôn nha. Rồi cái này bán 90 ngàn, mã số là 59 nha, 90k, mã 59, mã số 10. Mã số 10 thì em lên nhắn chị mình là một cái mà máy anh chiên kiểu như là chị mình thấy là cái dòng mà dạng như tập lật bí nhiều á, thì cái này nè, đây cái độ mới nó còn cao nha, có phần chỉnh này. Chắc cái này chắc em nghĩ, theo em nghĩ là cái số ký nha. Cái này là 2 ký này, 2 ký này, rồi 4 ký này. Đó rồi. Nó 4 ký này, 6 ký này, 8 ký nha. Rồi ở đây thì tái 20 ký này. 20 ký. Kiểu như là mình dạng mình tăng cái độ cái độ mà dạng như cái này thì nó kiểu như là nó ép thể lực xuống ấy, là để quý chị mình tập cái cơ ngàn tay này, rồi mình trồng ra sâu mình bị cơ tay sâu á, là chuyên má anh mà tập thể lực này kia, sáng sáng mình bóp mấy cái này nó phỉ lắm nha. Đó, nó dày lắm. Này này. Dày cui luôn. Cái này thì coi hai 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 coi song song nha. Thì nó được là 3 ly rưỡi là một một coi, hai coi song song. Cái lốp cán cao su nữa này, cái tay em khi giờ nãy giờ em cầm vô, con này độ mới nó cao lắm. Rồi tem mạc của nó đây. Anh này. Đó. Cái này thì cũng gì mình sử dụng nè, mình bóp bóp vô thế này này, máy anh lực lực chứ còn em thì kiểu như cũng hơi yếu xíu. Anh này. Nó kiểu như giống cái dòng thủy lực á. Đó. Đó. Thẻ đây là bật về này. Đó, rồi cũng gì mình tăng cái độ độ khó lên. Đây, maximum này. Maximum 20 rồi tới maximum nha, 20 tới maximum này. Là nó kiểu như là em bóp vô luôn. Đó. Em bóp không vô luôn nha, tại vì nó maximum rồi. Nhưng mà em cũng như để 2-3 ký gì đó là chạy tốt hơn nha. Đó, cái này thì để em đo này. Cái phần mà cái ống thủy lực này thì à cũng hơi mệt, 17
À 15 chứ, 15 nha. Rồi cái phần đầu này qua đầu kia nha. Y xì cái hình cung của gì mình thấy nó khác gì cung nha. Chiều dài đầu này ra kia số 7 nè. Số 7. Đó, bên này cũng chị mình về mình tập thể lực này kia chiều chiều mình bóp cho nó có cái hành tây này kia, độ mới nó cao lắm. Mình thấy nó sơn riêng nữa này. Cái này thì cân nặng của nó nha. Cân nặng của nó là 2,2 kg rồi, nặng 2,2 kg. Nhưng mà cái lực nó thì ghê ốm luôn. Vậy mình về mình tập từ độ nhỏ tới độ khó nha. Cái này thì lâu lâu có thằng coi mà đẹp mới cửa đây. Mẹ bên Nhật mới có thì em bán cho anh chị mình cái coi này giá là 450 nha, chuyển khoản bao ship nha. Đó, coi này thì xịn sò luôn nha anh chị mình sẽ sử dụng nha. Đó, nãy em để maximum là cỡ 20 kg em chạy cũng nấu luôn rồi. Maximum này nó hơi nặng ký hơn xíu. Rồi 450k. Mã số 60 nha. Rồi thì hôm nay thì em lên nhóm chị mình là 60 mã thôi, mai em lên nhiều hơn xíu. Đó, cuối video chúng chị mình sức khỏe này. Đó, video em lên là lúc 7 giờ sáng hàng ngày, nói chung là ngày nào cũng có video cho anh chị mình theo dõi. Đó, anh chị mình những cũng chị mình khách lạ thì mình chưa đăng ký kênh á thì anh chị mình đăng ký kênh nha. Nếu mà trường hợp là cứ sáng là nó sẽ báo tin tin về cái điện thoại mình á là mình gọi lúc nào thì mình kích vô mình xem nha. Đó, là rảnh lúc nào là mình kích vô mình xem. Đó, thì nhiều cái món này độc lạ này kia thì có thể là mình chốt để dành kiểu như là sưu tầm chơi. Rồi, có cuối video chúc chị mình sức khỏe.